Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2019, tức ngày mùng 1 tháng 4 đầu tháng. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng. Thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chúc toàn thể quý khách hàng có một tháng mới tràn đầy năng lượng để gặt hái được nhiều thành công và luôn luôn hạnh phúc ở mát bên gia đình. Ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị một bức tranh chợ quê Khảm Ốc Đỏ được Thành Luân chúng tôi hoàn thiện xong cách đây ít hôm, và chúng tôi đã quay video clip lên để cho quý khách thấy được rồi. Và ngày hôm nay thì là chúng tôi là có quay đoạn video clip này để giới thiệu, đó là chúng tôi chuẩn bị bốc hàng lên xe. Bức tranh này đã có chủ nhân, đó chính là chú Thời, chú ở Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Chú ở Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Và chú hôm trước chú Thời đã về cơ sở của Đồ Gỗ Thành Luân tôi để mua một bộ tranh tứ quý cộng với một đôi tranh cá chép. Thì ngày hôm nay tiếp tục là chú Thời là sắm của Thành Luân tôi một bức tranh chợ quê hàng đẳng cấp đỉnh cao này, Khảm Ốc Đỏ, hàng khảm thửa đẳng cấp. Bức tranh này chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều trong các video clip rồi. Thì bây giờ chúng tôi quay sơ qua một chút rồi, sau đó chúng tôi sẽ bốc hàng. Thì anh Nguyễn mở ra cho em đi, mở cửa đi. Chúng tôi quay sơ qua một chút để quý vị thấy được bức tranh này, khảm rất đẹp, rất đỉnh cao luôn, rất đẳng cấp luôn. Chú Thời hôm trước chú đã về trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi để mua một bộ tranh tứ quý này, cộng với lại cả một đôi tranh cá chép này. Ngày hôm nay tiếp tục là một bức tranh chợ quê miêu tả khung cảnh đồng quê rất chi là đẹp, rất chi là đẳng cấp. Ngoài bức tranh ra, Thành Luân chúng tôi vẫn còn rất nhiều các bức tranh tương tự đang được trưng bày tại cơ sở, rất nhiều. Anh bắt luôn chúng mình ra đây hỗ trợ cái đó. Cái này chắc mình trâu được đấy, anh bắt đấy. Trước đây chúng tôi cũng đã bàn giao rất nhiều các bức tranh này cho gia đình nhà mọi người. Quý khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ để được sở hữu sản phẩm này. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều bức tranh này. Thì hình như phía bên cạnh đây là bức tranh Tùng Hạc Diên Liên cũng được khảm ốc. Chúng tôi là Tùng Hạc Diên Liên kích thước 1m97 rộng 97 phân đang được trưng bày tại cơ sở Thành Luân. Và bức tranh chợ quê này thì chúng tôi là bây giờ chị em bốc hàng lên xe để đi bàn giao gia đình với chú Thời ở Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Và thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn chú và xin kính chúc chú và gia đình có một tháng mới tràn đầy năng lượng và hàng được nhiều thành công. Thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Mọi người cùng đăng ký subscribe kênh của Đồ Gỗ Thành Luân để giúp cô được phát triển hơn, để phục vụ khách hàng tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.